Lời đầu tiên đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở độ tuổi 20 trở lên. Trong chương trình diễn bình và diễn đọc ngày hôm nay thì đọc giải trí xin được trình bày thêm một đề tài thứ hai liên quan đến vụ mà hải tặc Thái hành hạ cướp bóc thuyền nhân Việt Nam khi họ đi vượt biển sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước đây trong khoảng một tháng thì độc giải trí đã trình bày một đề tài được coi như là đề tài thứ nhất liên quan đến vấn đề thuyền nhân Việt Nam và hải tặc Thái Lan trong vùng vịnh Thái Lan. Nhưng mà một video chưa được 30 phút đó cũng không nói lên được hết tất cả những nỗi khổ nhục của người Việt khi vượt biển sau 30 tháng 4 năm 1975. Một video đó chỉ nói lên được một phần trăm ngàn hay là một phần triệu nỗi khổ nhục mà người Việt vượt biển phải gánh chịu với sự hành hạ cướp bóc hết sức là vô lương của bọn hải tặc Thái Lan. Trong chiều hướng cung cấp thêm thông tin về cái cảnh đọa đài, cái cảnh rơi vào địa ngục của hải tặc Thái đọc giá trí ngày hôm nay lại trình bày tiếp một cái video thứ hai chúng ta biết rằng là sau 30 tháng 4 năm 1975 nhiều người Việt đã bỏ nước ra đi có người đi bằng đường biển gọi là thuyền nhân trong những tài liệu của tiếng Anh của quốc tế của Liên Hợp Quốc thì gọi những người Việt vượt biển gọi là Boat People và những người Việt mà vượt uh, khỏi biên giới Việt Nam để đi qua Campuchia rồi đi vào những cái trại tị nạn Thái Lan ở cặp theo biên giới Thái và Campuchia thì gọi là bộ nhân, tức là những người vượt biên bằng đường bộ như vậy là vượt biển gọi là thuyền nhân và vượt biên thì gọi là bộ nhân. Nhưng mà trong cả hai người vượt biển và vượt biên đó. Thì cái số lượng người vượt biển đông gấp trăm ngàn lần có thể hà hàng triệu lần so với người đi vượt biên qua bên Campuchia rồi đến Thái Lan và số người mà vượt biển đó đến bến bờ tự do cũng là nhiều nhưng mà so với người chết trên biển vì đói khát vì dông bão vì bị giết bởi hải tặc Thái Lan vì bị đói khát À, thì con số người mà chết mất tích trên biển cũng rất là nhiều có thể nói là vài trăm ngàn người trở lên à, có thể gần cả triệu người thành ra những người mà đến được bến bờ tự do phải nói là hạnh phúc hết sức hạnh phúc nhưng mà nên nhớ đến cái cảnh khổ mà họ đã từng chịu đựng à, trong cái cảnh mà vượt biển hoặc nếu họ không À, chứng kiến hoặc là không trải qua những cảnh khổ nhục của những người vượt biển Thì cũng nên nghĩ đến những người vượt biển đã mất tích, đã chết, đã bị hành hạ bởi hai tặc Thái Lan Con số người Việt vượt biên bị chết bởi bàn tay của Khờ Mây Đỏ Hay là chết bởi bơm mìn của Khờ Mây Đỏ cài đặt dọc theo biên giới uh, Thái Lan và Campuchia Thì cũng có nhưng mà ít thôi so với số người Việt vượt biển bị chết trên biển cả. Đọc giải trí cũng đã từng vượt biển từ cái vùng non dai tức là bên tỉnh Cambod của Campos rồi đi qua cái tỉnh Trạch của Thái Lan nên rất thông cảm với cái cảnh khổ nhục mà nhiều người Việt khi vượt biển rơi vào bàn tay của hải tặc Thái Lan khi đọc giải trí đến trại tị nạn Sư Khiêu vào năm 1983 thì đã chứng kiến nhiều người đã bị hải tặc Thái Lan cướp hoặc là bị làm nhục. Và nhiều người Việt ở trong trại tị nạn Sư rất là căm hận bọn hải tặc Thái Lan. Nhiều người đã cho rằng nếu mà nói về cái chuyện người Việt vượt biển bị hải tặc Thái Lan làm nhục, bị giết chết, bị đối khổ bị mất tích trên biển thì phải nói rằng cả một cái pho sách cũng không ghi lại hết được. Ở đây có nhiều người sẽ đặt vấn đề là bọn hải tặc Thái Lan ở đâu đến mà lại tàn ác như vậy. Xin thưa là hải tặc Thái Lan cũng là người Thái. Mà đất nước Thái Lan chúng ta biết rằng nổi tiếng trên thế giới là với một cái danh xưng gọi là Chùa Vàng. Tức là nơi đó thờ Phật người dân thái lan rất là mộ phật rất là cung kính đối với phật cũng như ở ấn độ xứ sở mà phát tích ra cái đạo phật người dân ấn độ cũng rất là tôn sùng đạo phật nhưng mà trong một hai năm nay chúng ta thấy khi mà đọc tin tức ở trên mạng tin tức trên thế giới thì thấy nhiều du khách nhiều phụ nữ khi đến ấn độ chơi đã bị hãm hiếp một cách tàn bạo thì điều đó cho thấy rằng là không phải xứ sở tôn sùng vật sẽ là hiền lương tất cả. Thái Lan cũng vậy, nổi tiếng trên thế giới là chùa vàng, chùa Phật là mộ đạo sùng Phật. Nhưng mà bọn hải tặc Thái Lan thì hết sức là vô lương, phải dùng từ là vô lương chứ không phải là bất lương. Tại vì chúng rất là tàn bạo, gần như là không phải là con người nữa. Một chút xíu nữa đây khi mà đọc giải trí diễn đọc cái tài liệu nói về cái cảnh khổ nhục của hàng trăm thường nhân Việt Nam trên đảo Cốc Ra thì các bạn nghe sẽ thấy ghê tởm cái lũ hải tặc Thái Lan. Tại sao hải tặc Thái Lan lại cư xử vô nhân đạo đối với là hàng trăm hàng ngàn thường nhân Việt? Tại vì chúng nghĩ rằng là khi người Việt bỏ nước ra đi là loại người không có tổ quốc rồi không biết đi về đâu không biết đến đâu và khi họ đi ở trên biển cả đó họ không có cái gì để bảo vệ họ cả họ đang chết đói họ đang tuyệt vọng thành ra là con mồi ngon cho bọn hải tặc thái lan chúng mặc sức hành hạ giết chóc hãm hiếp hết sức là tàn bạo hết sức là tàn bạo sau đây đọc giải trí sẽ trình bày phần diễn đọc về một tài liệu do một số chứng nhân người việt hiện nay còn sống ở trên đất mỹ ở tại cali kể lại và thành một cái bài viết nói lên cái sự tàn bạo của bọn hải tặc thái lan đây là phần diễn đọc kinh hoàng trên đảo cốc ra những thảm cảnh trên biển Thái Lan vẫn tiếp tục xảy ra hải hùng cho đồng bào tị nạn. Một trong những thảm cảnh này vừa được phanh phui do những nhân chứng đã được cứu thoát qua những cơn kinh hoàng trong 21 ngày tại đảo Khóc Ra do bọn hải tặc Thái Lan gây ra. Trong số nhân chứng có nhà văn Nhật Tiến và hai vợ chồng nhà báo ông bà Dương Phục đã được đưa ra ánh sáng cho dư luận thế giới được biết vì những thảm cảnh hải tặc thường được các nhà chức trách Thái Lan làm ngơ vì bất lực và bọn cảnh sát Thái Lan thì đồng lõa để ăn có với bọn cướp nên chúng tự do hoành hành. Đảo Cốc Ra, một đảo hoang trong vịnh Thái Lan đã trở nên sao nguyệt không che giấu của bọn hung thần ác quỷ. Có 157 đồng bào bị bọn hải tặc giam giữ trên đảo là do nhiều toán khác nhau mà chúng đưa đến để bóc lột, hãm hiếp, hành hạ, cực kỳ dã man, không bút nào tả xiết và ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau đây là một vài thảm cảnh hải hùng. Bà Nguyễn Thị Thương, 36 tuổi, đã tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Cựu giáo sư trường Bách Khoa Thủ Đức cho biết. Chiếc thuyền của bà chở 107 người, khởi hành ở Rạch Giá ngày 1 tháng 12 năm 1979. Gia đình bà gồm chồng bà là giáo sư đại học Trần Quang Huy, bà cụ thăng sinh, hai em trai, hai em dâu và bảy đứa cháu. Sau 3 ngày, sau khi thuyền tới hải phận Thái Lan thì bọn cướp xuất hiện chúng ra lệnh cho 27 người bước qua tàu của chúng rồi lục xót và cướp bóc. Chúng rất hung hãn với đàn ông và hãm hiếp đàn bà. Hành động xong, chúng buộc thuyền của chúng ta vào tàu của chúng và kéo đi. Chúng mở tốc lực thật nhanh và quẹo thật gắt để cố tình làm cho thuyền đắm. Và thuyền đã chìm mang theo tám chục sinh mạng xuống đáy biển. Số 27 người mình trên tàu của chúng đã bị chúng mang đến xà quyệt là đảo cốc ra. Nhưng trước khi tàu tới, chúng đã ép bảy người đàn ông phải nhảy xuống biển bơi vào bờ. Cả bảy ông này đều không ai đủ sức bơi nên đã chết đuối, trong đó có ông Trần Quang Huy, chồng bà Thương. Mục đích của chúng là giết hết tất cả các người đàn ông có mặt còn lại 20 người đàn bà, chúng đưa lên đảo để làm mồi cho thú tính giả mang của chúng. Ông Dương Phục và bà vợ là Vũ Thanh Thủy thuộc Toán Khác cho biết ông bà đã mục kích bọn cướp bắt ông Ngô Văn Liên, 54 tuổi, há mồm để bẻ gãy ba chiếc răng vàng. Chúng đè ông xuống lấy búa đập, nhưng không được, chúng lấy cây tu vít nại cũng không ra. Sao chúng kiếm được một cây kìm rỉ sét để vặn chéo ba chiếc răng. Ông liền ôm mồm rên la, máu chảy xối xả suốt một ngày. Chúng bỏ ba chiếc răng vàng vào túi và bắt đứa con gái ông 16 tuổi mang đi mất. Các nạn nhân khi lên đảo, nhất là phụ nữ thì tản mát đi tìm các khe núi, hốc đá, để trốn tránh bọn chúng chúng hành hạ các đàn ông và bắt đi tìm thân nhân phụ nữ nhiều người không chịu bị chúng hành hạ tàn nhẫn ông trần minh đức không nghe lời chúng bị chúng dùng dây xiết cổ họng đến chết ông nguyễn minh hoàng bị chúng treo lên cành cây ông dễ dụa làm gãy cành chúng liền đá ông lăn xuống dốc núi người em trai ông lại đỡ anh liền bị chúng dùng búa chém vào đầu, máu ra có vội. Hai tên cướp cắp nách ông này dí đầu vào đống lửa, máu chảy xuống xèo xèo cho đến khi ông ta bất tỉnh. Một cô bé 15 tuổi đã phải trốn tránh, chui rút một mình trong một hốc đá với bao nỗi sợ hãi. Sợ từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng động nhẹ sợ từng đàn chuột chạy qua chân, từng con ốc sên bò trên người và sợ luôn cả ma. Nỗi sợ mỗi ngày một gia tăng, sau nhiều ngày chịu đựng không nổi, em đã phải bò ra và bị bốn tên hải tặc thai phiên hãm hiếp. Một thiếu nữ 20 tuổi, sau đêm đầu tiên bị hãm hiếp quá nhiều, đã trốn trong các bụi rậm. Bọn cướp biết vậy nên đã nổi lửa đốt các bụi cây. cô bị cháy nát cả sau lưng nhưng cũng không chịu bò ra. với tấm lưng nát bấy, thịt da nứt nẻ, cô còn tiếp tục trốn chua rút cho đến lúc quá đau đớn vì sự cọ sát của các cành cây, cô mới phải bò ra ngoài nhưng luôn luôn nằm úp mặt xuống đất đưa tấm lưng nứt nẻ, hôi thối vào mặt bọn hải tặc để được chúng buông tha bọn cướp còn lấy gậy đánh vào vết thương của cô để đùa giỡn. Một cô bạn khác đã phải lấy phân bôi đầy người, đầy mặt để hy vọng bảo vệ tâm thân. Mùi hôi thối đã làm cho chính cô phải nôn ẹ, nhưng bọn cướp vẫn không tha, thay nhau hãm hiếp và còn đánh đập cô tàn nhẫn vì tội trác nhơ bẩn lên người. Cô C 23 tuổi, kỹ sư hóa học, sau khi bị hải tặc hãm hiếp, đã trần truồng nhảy từ mỏm đá cao xuống biển với tiếng rú thê thảm. Ai cũng tưởng cô sẽ nát thay vì bờ đá nhọn quắc. Nào ngờ một ngọn sóng to đã đỡ cô lên và hắt cô vào một hang đá ngầm trong núi. Và tại đó cô đã sống sót trong nhiều ngày cho đến lúc nhân viên cao ủy Liên Hợp Quốc đón ra. Bà Vũ Thanh Thủy còn cho biết, khi bận chúng đốt tất cả các bụi rậm, bà và một người bạn gái đã phải lui sâu vào trong rừng, leo lên sườn núi trên vên bên bờ vực thẳm. Các bà ngồi ép bên sườn núi, dầm nắng giải mưa, qua những đêm lạnh lẽo, rét rung lẫy bẫy, phải ôm chặt lấy nhau để có chút hơi ấm. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, các bà phải biếu chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay xuống vực. Các bà đã chọn những nơi nguy hiểm như thế và có ý định nếu gặp khi có tên cướp nào đi tới một mình thì các bà sẽ hắt nó xuống biển. Các nạn nhân đã sống trong kinh hoàng đối khác cho đến ngày thứ 21. Khi có một chiếc trực thăng bay ngang qua, mai thai, trên đó có ông swayster một nhân viên của cao ủy tị nạn liên hiệp quốc ông đã trông thấy các nạn nhân và ông đã trở lại đảo kokra trên một chiếc tàu cảnh sát thái lan để cứu nạn nhân đưa vào trại sông la tại sở cảnh sát chính ông đã đảm bảo an ninh cho các nhân chứng để khuyên họ khai hết sự thật ra ánh sáng có tin vài tên hải tặc đã bị nhận diện và bị bắt để điều tra. Nhưng lạ thay, sau ít ngày, chúng đã được thả ra và còn đi dọa nạt các nạn nhân khác nữa. Người ta rất ngạc nhiên về thái độ của các nhà đương cuộc Thái Lan. Trong những vụ này, nhất là bọn cảnh sát Thái Lan đã vào hùa với chúng một cách rõ rệt. Điều này rất dễ hiểu vì các nhà đương cuộc Thái Lan rất nổi tiếng về tham nhũng rất dễ bị bọn cướp mua chuột để lộng hành. Số 157 đồng bào được cứu thoát khỏi địa ngục Trần Giang Khóc Ra đang được định cư tại trại Sông La để đợi ngài đi nước khác. Sau việc Khóc Ra đã được ông Schweitzer ghi vào hồ sơ để chuyển về Liên Hiệp Quốc. Thân chào các bạn, vừa rồi là phần diễn đọc của đọc giải trí về một tài liệu Nói về cảnh khổ nhục của đồng bào Việt Nam chúng ta khi vượt biển sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nỗi khổ nhục này là vô tận không thể tưởng tượng nổi và cái sự tàn ác thú tính của bọn hải tặc Thái Lan là cũng không thể tưởng tượng được. Tài liệu mà những nhân chứng đã thấy chính mắt mình và đã kể lại cho cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc và làm thành hồ sơ chuyển về Liên Hợp Quốc để thấy cái thảm cảnh khổ nhục ghê gốm mà người Việt phải chịu đựng khi vượt biển vào trong vùng vịnh Thái Lan. Cốc ra, chữ cốc, tiếng Thái cũng như tiếng Lào hay là tiếng Campuchia có nghĩa là hòn đảo. Cốc, cốc có nghĩa là hòn đảo. Không phải chỉ có cốc ra mà ở vùng vịnh Thái Lan có nhiều đảo nữa, có cả hàng trăm đảo, hàng ngàn đảo. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì tương đối là lặng sóng, không có dông bão dữ dội. Nhưng mà chính một số người Thái đã lợi dụng cái cảnh vượt biển của người Việt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên bọn chúng đã lộng hành thay vì chỉ cướp biển một cách đơn thuần thì thấy nhiều người vượt biển là phụ nữ, uh, con gái, đàn bà thì chúng đã sinh ra cái ác tâm là hãm hiếp. Bọn hải tặc này ở Thái Lan đâu phải là chúng không có vợ con và ở trên cái xứ Thái không phải là không có gái bán dâm rất là nhiều từ ngày xưa đến bây giờ. Từ ngày xưa đến bây giờ có rất nhiều gái bán dâm. Nhưng mà bao nhiêu đó chắc có lẽ là không đủ để cho bọn hải tặc Thái Lan. Thành ra khi mà chúng bắt được những cái chiếc tàu vượt biển của người Việt thì chúng lại dở cái trò thú tính hết sức là tàn ác. Vào năm 1991, khi Đồng giải trí bị giam tại trại T-82, thì có gặp một anh bạn anh này là nằm trong cái tổ chức gọi là mặt trận lê quốc túy anh này là một người gốc Campuchia rộm sống ở vùng trà vinh bạc liêu sóc trăng dáng người to con da hơi ngâm đen tóc quăng mắt rất là sáng ảnh tên là dương văn cập ảnh đi vượt biên khoảng năm bảy mươi và sau đó ở Thái Lan thì ảnh gia nhập mặt trận của ông Lê Quốc Túy. Và khoảng năm 1981, 1982 thì anh Cập đã cùng nhiều chiến hữu của tổ chức vượt biển trở về để mà xâm nhập vào vùng biển Cà Mau. Thì trên những cái chiếc tàu mà của những cái toán kháng chiến quân này xâm nhập đó thì có mang theo vũ khí để mà trở về cung cấp cho nhân lực ở cái vùng Cà Mau Minh Hải. Và chính những kháng chiến quân khi mà di chuyển trên những chiếc ghe, chiếc tàu này đều được trang bị súng như là AK-47, B-40, B-41, rồi lũ đạn và ngay cả Đại Liên nữa. Thì khi tôi gặp anh Dương Văn Cập ở trong nhà tù thì anh có kể lúc mà khi mà đi nhập biên trở về đó thì anh đã nói rằng bất cứ lúc nào mà tàu của anh em kháng chiến quân của mặt trận lê quốc túy mà gặp bọn hai tặc thái là anh sẽ bắn hạ liền tại vì lúc đó trên tàu của anh em kháng chiến quân trong đó có anh dương văn cặp đó là trang bị súng ống tương đối là hùng hậu bọn hai tặc thái lan như nhiều người vượt biển đã biết chúng rất tàn ác đối với lại đàn bà con gái đối với đàn ông hoặc đối với trẻ con nhưng mà nếu uh, tàu vượt biển nào có súng ống được trang bị đàng hoàng và bắn lại chúng thì chúng sẽ bỏ chạy giống như bọn chuột chúng hết sức là hèn nhát vì thế nếu mà bọn chúng mà gặp tàu của anh dương văn Cập á, là sẽ bị bắn nát và chúng không dám đối đầu tại vì bọn hải tặc thái lan á, chúng rất là hèn chúng chỉ là trở thành hung thần đối với lại đàn bà con gái và chúng bắt đàn bà con gái để thỏa mãn thú tính mặc dầu hàng ngày chúng vẫn có vợ con và chúng có thể vào đất liền để gặp những cô gái bán dâm ở trên xứ Thái nhưng mà bọn này hết sức là đúng là ác quỷ nếu mà anh Dương Văn Cập gặp bọn này đó thì chắc là bọn chúng sẽ đi đầu thai sớm và bọn chúng rất là hèn chỉ nghe tiếng súng thôi vài tiếng súng AK đừng nói là B40 hay là B1 đừng nói là lũ đạn chỉ cần một vài tiếng súng tiêu liên nhỏ thôi là chúng cũng đã bỏ chạy rồi. Tại vì người vượt biển của chúng ta lúc đó đó là đâu có súng ống. Phần lớn là họ đi theo những cái toán như là gia đình gồm có cha mẹ, anh em, vợ chồng và nhiều đứa con nít nữa. Để làm sao mà chống cự lại được cái bọn hải tặc Thái Lan. Thành ra trở thành nạn nhân hết sức là khổ nhục cho bọn quỷ dữ bọn hải tặc Thái Lan. Chính thuyền của chính chiếc tàu của độc giả trí khi đi vượt biển từ Campuchia sang Thái Lan cũng bị hải tặc cướp, cũng bị hải tặc bắt phụ nữ. Nhưng mà nó không tàn bạo như là câu chuyện mà độc giả trí vừa trình bày cho các bạn khắp nơi được biết. Thì qua câu chuyện này, những Việt Kiều, những người mà thường xuyên về Việt Nam vui chơi, lấy vợ nhỏ, vợ bé hay là ăn nhậu, hoặc là tổ chức ăn uống bữa nay thì lẩu mắm mai thì lẩu cá mốt thì lẩu vịt mốt thì lẩu gà ngày kia thì lẩu cọp mốt thì lẩu lẩu rắn thì nếu mà những việc kiều nào mà đã từng vượt biển chịu cảnh khổ này thì khi về việt nam ăn chơi cũng nên ngẫm nghĩ lại mình làm như vậy có đúng hay không nhớ là những đồng bào của mình đã bị hải tặc thái lan hạ sát trên biển làm nhục trên biển thì bây giờ mình ăn uống vui chơi thì thử nghĩ rằng mình có xứng đáng hay không mình có xứng đáng hay không thì uh, những việc kiều nào uh, đã từng vượt biển thì uh, khi mà nghe lại câu chuyện này thì có lẽ họ rất là rõ họ rất là rõ nhưng mà có điều là họ không muốn nghe hoặc là họ quên họ muốn họ muốn quên đi để mà họ sống thụ hưởng cho cá nhân họ chương trình của đọc giải trí đến đây là chấm dứt à, xin tổng chào và hẹn các bạn ở video kỳ sau